Thưa quý vị, lừa đảo qua mạng là một trong những thách thức ngày càng phức tạp mà chúng ta phải đối mặt trong thời đại số hóa. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo, nhưng nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Muốn thay đổi công việc, người đàn ông này đã lên mạng để tìm các công việc phù hợp, rồi được một người đàn ông yêu cầu tải ứng dụng Telegram để tiện trao đổi công việc, cũng như sắp xếp lịch phỏng vấn. Sau đó đối tượng này dẫn dụ ứng viên nạp tiền để được vào làm việc chính thức. Sau khi mà tôi vào trong nhóm rồi, thì là nhân viên này yêu cầu tôi tải một trang web để làm bài phỏng vấn online. Khi mà tôi làm xong bài phỏng vấn này, thì là mỗi người đều nhận được 150.000 đồng. Sau đó thì bạn nhân viên này có bảo chúng tôi tiếp tục là vào một trang web khác để làm bài qua vòng tiếp theo. Thì là khi mà để được qua vòng tiếp theo thì chúng tôi mỗi người phải nộp 5 triệu hoặc là tùy vào mức tiền khác nhau. Để không dính bẫy lừa đảo, khuyến cáo ứng viên xin việc nên kiểm tra kỹ thông tin và liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các kênh truyền thống chính thức để xác nhận thông tin tuyển dụng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hay tài chính nào để tránh tiền mất tật mang. Hiện nay thì có thể thấy rằng là với các cái chiêu thức, các thủ đoạn mới của các đối tượng thì rất nhiều người vẫn trở thành nạn nhân và bị sập bẫy vào các đối tượng. Có thể thấy rằng là các đối tượng luôn luôn đưa ra những cái gọi là hấp dẫn đối với những người tiếp cận đối với các cái trang web giả mạo đó. Thì đầu tiên các đối tượng sẽ phải lập ra những cái giao diện làm sao để cho nó rất là giống đối với các cái fanpage cũng như là các trang web. Đương nhiên sẽ rất là nhiều người vì thiếu cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng cho nên là đã tìm hiểu vào chính cái trang web này. Trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên không gian mạng như hiện nay, người dân cần đặc biệt cẩn trọng đối với các loại hình tuyển dụng trên không gian mạng. Ngoài ra, để ngăn ngừa, phòng chống các hội nhóm mạo danh, khi có bất kỳ nghi ngờ, ứng viên nên liên hệ trực tiếp qua các kênh chính thức để xác minh lại quy trình tuyển dụng.